nó dính như dai như đĩa <laughs> Úi dồi, nhìn nhìn, đen đen xì xì <laughs> Một chiếc clip khoai lang tím sấy dẻo của em Rất được mọi người quan tâm Đấy, mọi người cứ hỏi là mua ở đâu thế? Thế hôm nay là em phải quyết tâm là em làm clip này Em gắn luôn cái giỏ hàng Mặc dù biết là nó sẽ phờ lốp đấy <laughs> Nhưng mà gắn giỏ hàng vào để cho quý vị các bạn Mua cho nó dễ nhá Đây, em mới lấy hàng về luôn Em cũng em cũng với đặt về ăn tiếp, hiểu không? Ui, đây rồi Bọc kỹ ghê đấy Có phải đâu phải là cái đồ mà Điện tử đâu mà thấy bọc cả chống sốc này Đây, này, này shop này hơi xịn đấy quý vị ạ Lúc nào em mua cũng tặng cho em mấy cái viên kẹo này nhá quý vị nhá Mà em chưa ăn bao giờ Được hẳn viên kẹo mà nó chưa ăn bao giờ luôn Thế với đều chứ <laughs> Tức là ý là xịn đấy <laughs> Nào, chúng ta cùng bóc lên nhá Cứ như là lần đầu tiên mới khui hàng đấy quý vị ạ Ai à, Vẫn phong cách của em đấy Úi rồi Ui dồi, mới mở này ra đấy thấy thơm rồi quý vị ạ Mới khui ra chưa thấy bóc cái vỏ ra để ăn đâu Mới khui cái 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 cái, cái bịch ra mà đã Úi, nhiều chưa Chi chít cả, em mua hẳn một cân quý vị ạ Mọi người mà đi cho vào cho vào cặp á Đi ăn sáng là ok quý vị ạ Mọi người mà hay không có thời gian ăn sáng mua đi theo Hoặc là để vào trong túi để buổi chiều ăn dặm á Đấy, hoặc ăn khuya cũng được các bác nhé Nhìn quý vị nhìn đây này, quá là đầy luôn, đầy ắp tiếng cười luôn. Đấy, mỗi một cái gói là người ta đóng một miếng này quý vị ạ. Nên rất là tiện nha quý vị mụ mang đi theo hai ba miếng là quý vị ăn rồi, hiểu không? Chứ không phải là cả một cái miếng to xong rồi khui ra ăn không hết là nó hỏng. Thì đây, hút chân không đàng hoàng quý vị nha. Đó, ăn luôn hiểu không? Xem là lần này ăn nó có giống lần trước không hay là lần này là làm kiểu khác rồi, hiểu không? Đúng là thấy dẻo đấy, bẻ ra nó dẻo kẹo quý vị ạ. Úi dồi. Nó dính như, dai như đỉa <laughs> Úi dồi, nhìn, nhìn, nhìn đen đen xì xì Nó màu tím nhỉ, qua, nhìn qua video quý vị thấy là nó màu đen xì thôi, nhưng mà tím Vẫn hương vị đấy quý vị, vẫn mùi hương đấy Mời quý vị nhé mm. Người ta có cả các loại khoai lang vàng nữa quý vị, khoai lang mật đó Nhưng em thích ăn khoai lang tím này hơn quý vị ơi, nó thơm lắm Ừ. Ăn một cái này là mê luôn thật Hôm nay em ghim hẳn vào giỏ hàng quý vị nhá Ghim hẳn vào rồi đấy Mua đi Cho nó tiện nhá, cho nó dễ nhá